Xin chào tất cả anh em. Thì bữa nay mình sẽ quay con tàu mình chụp cho các anh em xem nha. Đây là một con tàu sắt làm mình chụp. Mình sẽ đi quay toàn bộ con tàu cho mọi người xem. Thì đây là một con tàu bằng sắt dài 28 m. Chúng ta thấy con tàu mình chụp thì trên tàu nó có những cái gọng càng trụ đồ này nọ, dây nhựa gì quá nhiều, đặc biệt là hệ thống điện, bởi vì mình chụp là nó chủ yếu nó trong điện là chính. Mình sẽ quay cái chi tiết ở đây. Có một hệ thống cảo này sử dụng bằng thủy lực. Ở đây có bay tầng này, chắc là tần số nhiều cấp số khác nhau. Ở bên này thấy có những cái bánh xe, có những cái đường dây, thống dây này hình như là dùng để quay kéo mình. Thì con tàu này là những con tàu với trị giá hơn 18 tỷ, được đóng theo nghị định 67, cho nên là toàn bộ những cái trang thiết bị trên tàu là hoàn toàn mới nha anh em. Tàu này được đưa vào khai thác tầm 2 năm. Bên này mình thấy vẫn có những hai cái cảo nữa. Mình không biết là những cái cảo này sử dụng để cảo như thế nào, bởi vì cái cách thức hoạt động của mình chụp thì mình không có rành lắm. Nhưng mà những cái cảo này chắc chắn là sử dụng để cảo dây, cảo lưới rồi. Ở bên này thì một cái cảo cũng được vận hành bằng hệ thống thủy lực. Và ở đây có ba cái cần là sử dụng nhiều cái cấp số. Còn cái cảo bên này là hệ thống cảo nó không phải bằng thủy lực, mà hệ thống cảo bên này là bằng một cái nồi, bằng một cái nồi xe của xe ở trên xe đường bộ để đưa vào sử dụng. Cảo này thì tầm 10 đến 15 tấn, chịu sức nặng 10 đến 15 tấn. Đây mình quay các cái hệ thống trụ, những cái vàng dùng để hỗ trợ cho việc đánh lưới. Ở đây có những cái rổ này là dùng để xẻ quắn dây, mà nó quắn là bỏ vô rổ này quay xẻ quắn ra. Này mình thấy rất là nhiều hầm bằng inox, bằng sắt chứ quên, nặng quá nặng. Hầm này là khu bảo quản đông, hầm này cũng là khu bảo quản đông. Còn hầm trước kia là hầm gì đây? Hầm này chắc là không phải hầm để dùng đỡ mũi cá. Thì ở trên tàu nó có 5 cái hầm. Là 5 cái hầm này đều có chữ là khu bảo quản đông hết. Chắc có lẽ là 5 cái hầm này là dùng đỡ mũi cá. Thì những con tàu mình chụp này nó đi hoạt động khoảng tầm 1 tháng nó mới vào bờ, cho nên là những cái hầm này là những cái hầm dùng đỡ chứa cá. Và có cái trên tàu là có hệ thống làm đông lạnh đỡ muối cá cho nó tốt. Ở đây mình thấy có một cái miếng quải để tủ lại, này là lưới, tủ lưới. Đây mọi người thấy đây là lưới của mình chụp nè. Đó, lưới của mình chụp là nó là lưới cước. Gọi là mình chụp thì có nghĩa là nó dang mấy cái trụ này ra, mấy cái gọng trụ này ra, rộng ra. Rồi bắt đầu nó chụp xuống, hình thức nó giống như là một cái chài á, nó chụp từ trên nó chụp xuống. Mình chỉ nói mô phỏng vậy thôi chứ thật ra mình cũng chưa có đi cái người mình chụp này. Con tàu này dài 28 m. Còn cái tầm rộng của nó bao nhiêu mình không rõ, nhưng mà tầm rộng là chắc chắn khoảng tầm gần 8 m, hoặc là hơn 8 m. Bây giờ mình sẽ
đi ra sau lái đây. Ở trong này mình thấy, mình quay vào trong này thấy có những cái gọi là, mình gọi nôm na gọi là cái tăng khô. Nó sử dụng cho những cái bóng đèn từ 1.500 đến 2.000W. Bởi vì chủ tàu đã về nhà cho nên là mình mở cửa con tàu ra không có được. Cho nếu có ảnh thì mình mở cửa con tàu ra, mình vào bên trong tàu mình quay cho mọi người xem. Bởi vì chủ tàu cũng là người ở trong làng. Khu ở sau này có một hầm bằng sắt. Thì đòi chữ là mấy cái khu này là khu chứa nước ngọt. Và khu sẹp. Hầm này đựng gì không biết, ghi chữ gì đây. Khu gì đây của tổ lái đây, mình không rõ. Nhưng mà hai cái hầm hai bên này là dùng để chứa nước ngọt. Đây bên này là những cái cửa từ đằng sau để đi vào bên trong con tàu. Ở trong này có phòng toilet. Đây cũng là một cái phòng toilet nhưng mà không có đưa vào sử dụng, nhưng mà sử dụng là chứa những cái lạc vặt. Đây là bên trong cabin của tàu. Bên trong cabin của tàu thì được ốp gỗ với nhiều tầng cabin, hai tầng. Khu bên trong này là cái khu để anh em sinh hoạt và nghỉ ngơi thôi. Bên này mình thấy là cái ống bô của tàu rất là nhiều máy. Ống bô được đưa từ khoang máy đi lên. Hệ thống cửa này chắc chắn là dành để vào ở trong buồng máy. Nhưng mà bữa nay không có anh chủ tàu cho nên là mình vào trong buồng máy không có được. Bây giờ mình sẽ tìm cái lối cầu thang để mình đi lên bên trên của con tàu, mình xem thử ở trên mui của con tàu nó có gì đặc biệt. Này vẫn có một cái bồn này là két nước ngọt SH. Đây là hai két nước ngọt đây không? Két nước biển SH. Mình không hiểu rõ lắm. Đây là những cái ông bô của con tàu. Mình thấy có 4 cái ông bô. Và có những cái ống này phụ để làm gì đây không biết. Chắc là cái ống gió của những cái tục bô. Theo mình nghĩ là vậy. Bạn nào rành thì vô comment trả lời giùm mình. Cái ống bô này không biết là nó to tầm nào, nhưng mà cái game của mình là 22. Nhưng mà game không hết cái ống bô này. Thì cái ống này chắc cái ống 220 hoặc là 240. Ống bô của máy chính. Ngoài ra còn có hai cái ống bô phụ kia là ống khoảng tầm 160 hay 180 gì đó. Hai cái ống bô phụ kia là chắc chắn là dành cho hai cái máy chăm điện. Đây hệ thống bóng điện. Có 3 tầng bóng điện. Đây mình quay hệ thống 3 tầng bóng điện cho mọi người xem. Có 3 tầng bóng. Mỗi tầng bóng mình coi thử bao nhiêu bóng. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Mỗi cái có 3 dãy. Có 3 dãy đứng. Thì mỗi dãy này là 3 tầng bóng thì mỗi dãy này là 30. 30 thì 3 dãy thì 90. 3 dãy thì 90. Bên này 90 nữa là 180 bóng. Bóng này là chắc chắn là bóng 1.500 hoặc là 2.000W. 90 bóng. Còn cái ông bô nhỏ này là mình đi biển cho nên mình cũng hiểu là ông bô nhỏ này dành cho cái máy nhỏ. Cái máy nhỏ là để cho chúng ta nổ lên khi khi chúng ta cần cái nguồn điện sinh hoạt ở phía bên trong tàu, hoặc là cái nguồn điện thắp sáng ở bên trong tàu. Đây hệ thống này, hệ thống bô. Mình sẽ đi tới những cái khu vực này. Ở đây có một cái motor. Motor này nó qua cái hệ thống này đó bao trùm hết, mình không hiểu. Bên kia qua bên kia. Bên này vẫn có một cái motor. Rồi trùm lại bằng cái hộp trùm kín này hết. Bằng cái hộp bằng sắt này. Này hình như có xong. Cái motor có xong nữa giải nhiệt. À. Những cái motor này mình hiểu là hình như là những cái motor dùng để chạy
làm lạnh. Theo mình đoán là vậy, nhưng mà chính xác thì không rõ. Chắc là những cái motor này dùng để chạy làm lạnh. Ở này có cái này hình như là mở ra được. Mở ra được nhưng mà cũng rất là khó. À được 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 được. Mở này. Mở này. Mở này. Đưa cái ra. Đây. Đây. Đây là phía bên trong của những cái ống bô. Tối quá. Lấy sáng thử. Cũng không khả quan gì lắm. Đây, này là phía bên trong của những cái ống bô để đi vào trong cái phòng máy. Đây, mình quay. Bây giờ mình sẽ leo lên trên tầng thượng. Tầng thượng trên cùng của cabin. Để quay cho anh em xem thử cái hệ thống điện với cái hệ thống dàn trụ và chiếc màn chụp nó như thế nào. Đây, đây là toàn bộ hệ thống điện của mình chụp 180 bóng, mỗi bên 90 bóng. Bóng này 1500 hay 2000W gì đó. Bóng này mà trong học bài là sáng lắm á. Đây, toàn bộ hệ thống điện mình của mình chụp. Hình như mấy cái này là bắt cố định này hay là lúc trong điện là nó có gian ra thêm nữa không là mình không rõ. Như lúc trong điện là mấy cái hệ thống của cái dàn điện này nó sẽ nghiêng ra ngoài mặt biển bớt. Bây giờ người ta ship cho gọn lại. Kia mình thấy có cái hệ thống mà đưa cái dàn điện ra ngoài mặt nước. Ở đây có cái lối cầu thang để đi thẳng tới phía xung quanh của cái hệ thống dàn trụ này để mình kiểm tra các hệ thống dây cáp và hệ thống dây bô. Ở đây có một cái trụ điện. Trụ điện này có máy Furuno gắn ở trên này. Trụ này dành để bắt những cái bóng đèn đi ban đêm. Và hệ thống máy Furuno này là máy dò nước. Theo mình nghĩ là hình như là máy dò nước và có một cái anten để bắt định vị hai gian. Này, những sợi dây này là dây cần bộ đàm dài. Này có cục phối ở đây. Ở này có một cái icom thống đàm dài. Đây là cục phối rin. Cục phối rin của đàm dài. Này mình thấy có mấy cái lưới dùng để phơi mực. Nhưng mà quýnh mực nhiều quá bán không hết. Thì cho anh em phơi để mang về tặng người nhà. Người biển tụi em thoải mái lắm. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái khu vực bồn lái của anh thuyền trưởng thử. Bên trong là cái khu vực tổ lái của anh thuyền trưởng. Giờ anh thuyền trưởng ảnh không có ở đây, không phơ rồi. Anh trong đây mình thấy hệ thống lái, vô lăng, các cái máy dò nước, máy dò ké và định vị hai gian. Mình thấy có một cái chìa khóa rất là bự, đó chìa khóa màu vàng đó. À, chìa khóa đó là có chữ Đông Á. Chắc cái con tàu này được cái vốn của ngân hàng Đông Á cho quay. Đây, đứng ở trên cái dàn lan can của anh thuyền trưởng này nhìn tới quan sát toàn bộ cái khu vực của anh em đánh lưới. Nhìn rất là thoáng, quan sát rất là rõ. Con tàu này nó to lớn như vậy thôi chứ nó chở gần xíu lưới à. Bởi vì nó hệ thống lưới của nó là nó chỉ chụp trong cái khu vực điện của cái con tàu này nó trong, xong rồi nó gom điện lại nó chụp cái khu vực điện thôi chứ không có đánh lưới nhiều, cho nên là lưới nhìn rất là ít. Đây thì cái video mà mình quay toàn bộ hệ thống cái con tàu mạch chụp
18 tỷ. Thì đây là con tàu bằng sắt hay là gọi là tàu quả thép. Thì mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Mọi người nhớ đăng ký và chia sẻ video của mình để theo dõi những cái video sau hấp dẫn hơn. Mình sẽ review những cái con tàu, những cái cỗ máy hiện đại cho